Cũng may chỉ là tầng thấp nhất. Cũng may phòng cháy chữa cháy chạy nhanh tay hơn, bơm sẵn cái phao ở dưới. Cũng may ba đã làm kiểm tra sức khỏe toàn thân, không sao là được rồi. Ba nói xui xẻo thì có, làm phiền tới tụi con. Ba với bác Trương đang chơi cái trò gì vậy? Sao lại chơi tới nhảy lầu luôn vậy chứ? Là anh nhảy mới đúng. Hai hôm nay ba hay tới nhà của ảnh là vì muốn khuyên giải ảnh. Thế ảnh tinh thần đã đỡ hơn nên ba mới nói ảnh là ba về. Vừa xuống tới dưới đã nghe nói có người muốn nhảy lầu nên ba ngước đầu lên nhìn. Ui, thì thấy anh Trương đang ngồi ở ngoài ban công. Nên ba mới nhanh chân chạy lên lầu. Rồi ba xin nhà kế bên cho ba mượn ban công để trèo qua nhà ảnh. Định kéo ảnh vô lại, ai dè ảnh cũng kéo ba vô. Sau đó ba bị rơi xuống lầu luôn. Anh bị con trai chọc tức tới nỗi đau lòng mới định nhảy lầu thôi. À phải rồi, không biết bây giờ anh có sao không? Tôi không sao, vừa đi chụp X quang, giờ chỉ đợi kết quả thôi. Liên lụy tới anh, thật tình xin lỗi. Đừng có nói vậy. Y tá, ba tôi có cần ở lại bệnh viện không? Đợi sau khi có kết quả bác sĩ sẽ nói cho anh biết. Cảm ơn. Cảm ơn y tá, tôi tự lên giường được mà. Cũng được, giờ ông nhớ cẩn thận đó. Mày về đi, tao không muốn nhìn thấy mày. Nếu như ba thật sự muốn con bỏ mặc ba nên xóa số điện thoại của con đi. Mất công nửa đêm nữa hôm cảnh sát gọi điện làm phiền con. Thằng khốn này, mày chọc tao tới phải nhảy lầu mà cũng không hề hối lỗi. Ba đừng có vu oan cho con. Là tự bản thân ba đòi diễn màn kịch này để lên TV giả bộ đáng thương rồi cho thế giới biết con là thằng bất hiếu. Mày chính là cái thằng bất hiếu mà. Mày bán căn nhà của tao để tao không thể sống yên tới cuối đời. Căn nhà đó là của con mà. Tao là người trả tiền đợt đầu đó. Con mới là người đứng tên căn nhà đó, con mới là chủ nhà. Con thích khi nào bán thì con bán. Vì vậy tao chết cũng phải chết trong căn nhà đó, để căn nhà trở thành căn nhà ma không thể bán được. Vậy thì ba nhảy lầu chết đi. Ê, cậu có phải là con người không? Cậu khiến cho ba cậu không có nhà để ở mà còn kéo ảnh mau đi chết đi. Cậu có chuẩn bị sấm sét đánh chết đó. Ông là ai vậy? Liên quan gì tới ông? Sao không liên quan tới tôi? Tôi xém chuẩn bị rơi xuống lầu chết cũng tại vì cậu đó. À anh Trương à, anh yên tâm đi. Con trai của tôi á, là trợ tá nổi tiếng. Còn nữa, có đại luật sư ở đây và luật sư ở đây. Tôi sẽ kêu tụi nó kiện giúp anh lấy lại căn nhà giùm anh luôn. Hay quá, cảm ơn anh nhiều nha. Con cần tiền xoay vòng kêu ba cho mượn mà không cho mượn, ép con tới bán nhà. Bây giờ ba có tiền thôi luật sư kiện con. Đó là tiền dưỡng già của tao. Tao muốn xài sao là quyền của tao. Dù có cho ăn mày cũng không để lại một đồng nào cho mày. Mày làm gì được tao? Ba nói sao cũng được. Ba kiện con có phải không? Con cũng biết kiện lại ba mà. Ba đợi đi. Thằng khốn này, thằng khốn này. Anh Trương, anh Trương, anh cứ đi tìm trợ giúp pháp lý, không tốn bao nhiêu tiền đâu. Con trai à, con giúp đỡ bác Trương đi. À, người một nhà mà, có chuyện gì không phải cứ nói cho phải đi. Không cần hận chút đi thư kiện nhau đâu. Tôi hiểu rồi. Dạng luật sư mấy người trước giờ có trọng tiền bạc hơn tình người. Y chang thằng con trai khốn của tôi vậy. Đều coi mấy người già như tôi không ra gì hết. Sao lại thật lòng giúp đỡ tôi chứ? Anh Phát, anh cũng thấy rồi đó. Đâu có người nào tốt bụng đâu. Toàn bộ đều là không có nhân tính. Đúng là toàn là lũ khốn kiếp. Dạ, anh Trương, anh có hơi quá đáng rồi đó nghe. Anh chửi con trai của anh nhiều thôi đi. Sao lại chửi con trai của tôi chứ? Con trai của tôi là đúng nhất luôn nhỉ. Là thằng con tốt nhất trên đời. Anh thử chửi nó thêm lần nữa đi. Tôi sẽ trở mặt danh thiệt đó. Đừng có thách tôi à. Tôi thách anh thì sao? Đi. Con người ta thì nhờ ba nâng đỡ, còn ba thì chỉ biết gây chuyện thôi à. Dám lụm lại cục xà bông luôn hả? Ok già, nếu tôi có đắc tội gì với anh á, tôi xin nói lời xin lỗi với anh trước. Nhìn thẳng mặt tôi nè. Có phải cậu phụ nấu cơm không? Món cá là do cậu nấu à? Xin lỗi cây gia nha, tôi là người mới. Nếu tôi nấu anh ăn không ngon miệng thì mong anh tha lỗi cho tôi. Không cần phải sợ, cậu chiên cá ăn rất ngon nên tôi cố tình qua đây để khen cậu đó. Cơm và thức ăn trong đây đó giờ nổi tiếng rất khó ăn, nhưng cá do cậu chiên thịt mềm da giòn, đặc biệt là cái đầu cá ngon tới nỗi tôi ăn sạch luôn. Giỏi lắm. Ok gia, anh khích thì được rồi. Sau này anh tiếp tục góp ý cho tôi, dặn dò tôi làm. Tôi cũng là vừa học vừa làm thôi. Người thông minh nói ít hiểu nhiều. Sau này tôi sẽ chiếu cố cậu. Nè, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Dạ rõ. Nè, nhắc cậu một điều. Mai mốt có làm rớt cục xà bông thì cũng đừng lụm lên. Tôi không cứu được cậu đâu. Anh Kim, sao anh ốm dữ vậy? Có phải là ở không quen không? Có phải có người ăn hiếp anh không? Anh nói chúng tôi biết để chúng tôi giúp anh.
có ai ép anh lụm xà bông không? Ê, nè, bỏ đi, sắp hết giờ rồi, vô vấn đề chính đi. Chú Phát nói anh muốn cùng lúc gặp ba chúng tôi, có phải là có cách gì không? Tôi đã quyết định kháng án. Thật ra chúng tôi đợi anh nói câu này lâu lắm rồi. Anh Kim, anh muốn chúng tôi giúp gì anh cứ lên tiếng nha. Một ngày không kháng án thành công tôi không về nước Anh. Dù tôi có bị chửi hay cắt thẻ tín dụng tôi cũng mặc kệ. Tôi đã nghĩ ra phương án sơ bộ, rất cần mọi người giúp đỡ. Chúng tôi vẫn chưa tốt nghiệp, anh muốn tìm trợ giúp pháp lý hả? Là lần trước tôi xui mới gặp phải bùng luật sư chết nhát, không dám liều. Lần này tôi muốn tìm sư huynh. Năm nào trường của anh cũng có nhiều người tốt nghiệp, ai cũng là sư huynh của anh đang nói ai vậy? Hey. Sư huynh của anh tên là Thi Diệu Hưng, ai cũng gọi anh là sư huynh và cũng là sư huynh của chúng ta. Quay về vấn đề chính đi. Trước khi nói pha trò chút xíu có sao đâu, phải không? Anh đúng thật là đồ ngu mà, không chết thì còn làm gì được nữa. Ơ ba, ở trước mặt má, ba đừng nói mình như vậy chứ. Lần này á, cũng may má con ở trên trời đã phù hộ, trả lại sự trong sạch cho con. Em à, anh xin hứa sau này sẽ là một người tốt, không ham lợi lộc, làm lại nghề lái xe tải giao hàng để mưu sinh, không liên lụy tới con nữa. Được rồi ba, mấy chuyện xui xẻo qua rồi coi như bỏ đi, tương lai sáng lạng để chờ hai cha con chúng ta kìa. Đúng, nhưng mà con phải đi học lại, bà vẫn muốn con được làm đại luật sư. Con còn học nữa đâu. Hả? Tại sao? Tòa án đã phán con vô tội rồi mà. Tuy là con đã lãng phí thời gian mấy năm ở trong tù, nhưng mà làm gì làm con cũng phải học cho xong chứ. Sau này con làm đại luật sư mới gọi là có tiền đồ đó. Chữ S thêm hai gạch nữa, chữ tiền đồ này mới là thứ quan trọng đối với con. Bà biết bà vẫn đang nợ tiền của bọn cho vay, nhưng mà bà sẽ tự gánh lại. Số nợ đó cả vốn lãi không phải là nhỏ, chúng ta cùng gánh nha. Sư huynh trong trường đại học của con có mở văn phòng luật, nói là muốn con qua đó giúp cho ảnh trợ lý pháp luật, cũng tức là trợ tá. Không được, không được, không được. Rõ ràng con có thể làm đại luật sư, sao lại đi làm trợ tá được chứ? Ba không chấp nhận được đâu. Tuy là con không thể làm đại luật sư, nhưng con sẽ cố gắng trở thành một người trợ tá xuất sắc và nổi tiếng. Chưa kể sư huynh đã cho con rất nhiều phúc lợi làm việc, muốn vượt trội hơn người, không chỉ có một con đường đâu. Con tính toán hết rồi, trong vòng 3 năm con sẽ trả hết toàn bộ số nợ. Ổn mà. Bà xã, con trai bà nói ổn mà. Trợ tá Kim, họ tới đây làm phỏng vấn đó. Xin chào. Chào trợ tá Kim. Cậu Ken, luật sư Giảng, tuổi trẻ tài cao. Chỉ được tuổi trẻ thôi, còn phải cố gắng nhiều hơn. Có trợ tá Kim và luật sư Khưu chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho hai người, đủ để sai rồi. Sao rồi, bây giờ học luật có cực lắm không? Rất là nhiều buổi thuyết trình luôn. Còn phải học hỏi rất nhiều vụ án nữa. Vậy mà còn có thời gian để làm buổi phỏng vấn giỏi lắm. Chia sẻ kinh nghiệm của mấy anh rất quan trọng đối với chúng tôi. Luật sư Khưu, quay đi. Trợ lý Kim, luật sư Khưu. Đã đúng giờ lắm rồi đó. Chuyện gì đã thân với nhau rồi sao? Vậy là nói chuyện chơi thôi mà, mấy chuyện quan trọng dĩ nhiên phải đợi anh rồi. Nè, ngồi đi. Luật sư Khưu mời mọi người uống cà phê đó. Cảm ơn. Xin lỗi nha, vừa rồi phải nhờ Wendy đi mua đồ giúp tôi. Cổ rất sẵn lòng mà. Dĩ nhiên rồi. Nè, tôi không biết ngại đâu, luật sư Khưu là thần tượng của tôi, dù phải làm việc gì cho ảnh tôi cũng rất sẵn lòng. Hai người có cơ hội ngồi nói chuyện với luật sư Khưu chắc chắn sẽ học được rất nhiều thứ. Thế là cô không chịu làm luật sư, nếu không tôi nhất định nhận cô làm đệ tử. Nhưng bây giờ tôi theo anh lên tòa, tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Không làm phiền mọi người nữa. Hai người muốn biết gì cứ thoải mái hỏi đi. Thật ra rất nhiều người trong ngành đều biết hai vị được công nhận là cặp đôi lợi hại nhất. Đó là vì đã biến một vụ án mưu sát vào 5 năm trước trở thành vụ lái xe bất cẩn. Lúc đó bên khống đã chắc như đinh rằng bị cáo đã cố tình lái xe để tông chết một người đàn ông đang đi trên đường. Nguyên nhân là gì? Bị cáo nhận định nạn nhân chính là tên xấu xa đã cưỡng hiếp con gái của mình. Lúc đó cũng có nhân chứng đã nhìn thấy bị cáo cố tình đạp hết ga để tông vào nạn nhân, cho nên đã khởi tố bị cáo tội mưu sát. Nhưng cuối cùng bị cáo chỉ bị cái tội lái xe quá tốc độ, có thể nói vụ án đã bị đảo ngược tình thế. Thực chất thì vụ án này chỉ là một tài xế gặp phải một người đi đường đang gấp gáp băng qua đường lúc đèn đỏ và gây tai nạn giao thông, và cả hai đều tình cờ liên quan tới một vụ cưỡng hiếp khác trước đó. Dựa theo nguyên tắc suy đoán vô tội, chúng ta không thể đưa ra giả thuyết là bị cáo cố tình giết hại nạn nhân. Hai người có thể xem lại kết luận vụ án đó của tôi. Nè, có thể bỏ qua mấy cuốn sách tham khảo ở trường, nhưng là kết luận vụ án của luật sư Câu thì nhất định phải xem đó. Nhưng thời điểm đó, nhiều người nhận định nạn nhân đã hãm hiếp con gái của bị cáo, nên bị cáo đã cố ý giết chết nạn nhân. Cũng có tin đồn rằng đó là trợ tá Kim, là anh đã dùng điều này để chỉ ra rằng nhân chứng bị ảnh hưởng bởi dư luận không có đáng tin, cho nên mới đảo ngược được tình thế với bị cáo trắng án tội giết người. Lợi hại thiệt. Thời điểm đó công chúng đã thêm vào rất nhiều tưởng tượng phim ảnh quá, biến thành kịch bản một người ba rất tốt muốn trả thù cho con gái của mình. Nhưng cũng như những gì luật sư Khưu nói, đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường thôi. Và sự thật là bởi vì luật sư Khưu có kỹ năng dặn hỏi xuất chúng ở trên tòa, khiến lời khai của nhân chứng không đáng tin, vụ án này mới có thể xoay chuyển tình thế. Cho nên mấy chuyện tin đồn đừng có tin nhiều quá.
Trợ tá Kim, có một người bạn nhờ tôi hỏi anh là... Trợ tá Kim, có thể nói cho chúng tôi biết. Trợ tá Kim, không biết anh có thời gian. Trợ tá Kim, chúng tôi còn vài chuyện muốn hỏi. Trợ tá Kim, tôi muốn hỏi thêm một câu. Hay là chúng ta nói một chút về... Trợ tá Kim. Xin lỗi nha, luật sư Khương. Vừa rồi trợ tá Kim nói tới tin đồn, chúng tôi muốn biết thêm về tin đồn khác. Đó chính là trợ tá Kim là trợ tá tội phạm. Không biết anh có ngại nói về chuyện anh từng đi tù không? Thời gian đó là vực thẳm của cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó là một kinh nghiệm rất tốt. Vào thời điểm kháng án thành công và được thả ra ngoài, tôi chắc chắn hơn về một điều. Đó là người ta gặp nghịch cảnh, vậy là cả không thể dễ dàng bỏ cuộc.